Kính thưa quý vị, chúng ta ai trong đời cũng có một cái gọi là phút đầu tiên, để nhớ, để quên, để lo sợ, hay để mãi mãi giấu yêu. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã sáng tác nhạc phẩm Phút Đầu Tiên trong trường hợp nào? Xin mời quý vị đón xem qua phần trình diễn của hai giọng ca trầm ấm truyền cảm. Và đây cũng là phút đầu tiên họ trình diễn chung với nhau trong một nhạc phẩm. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Mỹ Huyền và nam ca sĩ Tuấn Vũ. Anh từ đồng quê đến, em từ miền cát lên. Đôi ta chưa mà gặp nhau đây, tuy ban đầu mà tình nghĩa sâu. Gặp nhau tàu mùa chinh tiên, gặp nhau phút đầu lưu luyến. Vui giữa trời đất nước thân yêu, em mời anh ly nước, anh kể chuyện đắng cay. Đôi ta chưa mà gặp nhau đây, xây tâm tình cầm chặt đôi tay. Ngồi trong sao trời long lanh, trời thanh trăng vàng óng ánh. Hai đứa nhìn đôi nét cầu xanh. Trai lễ hề trao nhau tin cho duyên tình, tìm kiếm tim ta trao qua duyên tình non nước bao la. Lòng trai chan hòa yêu thương trên nẻo đường đất nước, ta từng giờ ước mong chân quay về dù gặp lòng đông. Dù biển đời mênh mông, lòng tuôn đông đầy tràn dây, vì nhớ phút đầu tiên ấy. Hai đứa mình khi mới quen nhau, cầm chặt đôi tay. Ngồi trong sao trời long lanh, trời thanh trăng vàng óng ánh. Hai đứa nhìn đôi nét cầu xanh. Trai lễ hề trao nhau tin cho duyên tình, tìm kiếm tim ta trao qua duyên tình non nước bao la. Lòng trai tràn hòa yêu thương trên nẻo đường đất nước, ta từng giờ ước mong chân quay về dù gặp lòng đông. Biển đời mênh mông, lòng tuôn đông đầy tràn dây, vì nhớ phút đầu tiên ấy. Hai đứa mình khi mới quen nhau, vì nhớ phút đầu tiên ấy. Hai đứa mình khi
vì